Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mẹ con của Min lại làm món gà. Mà gà hôm nay á là mình sẽ nấu gà nấu thuốc bắc kiểu của Hàn Quốc nha. Thì trước tiên gà mình mua về, mình sẽ sơ chế nó xong rồi mình mới tiến hành mình làm nha. Như mình á thì gà mua về thì mình sẽ rửa với muối, mình xát muối lên da mình rửa. Mà trước khi mình rửa á thì mình sẽ cắt hết mấy cái bộ phận không cần thiết trên cơ thể của nó nha. Nhưng người nào thích ăn á, thì để lại cũng được. Như là nhà mình á, thì không có thích mỡ nhiều nè, dưới khô câu cũng không ăn nè, dưới phần cánh. Thì trong khi lúc rửa mình sẽ cắt bỏ cái phần khô câu đít đó nè, rồi mỡ ở dưới dạ bụng nè, dưới hai cái phần cánh ở trên của nó đó, mình sẽ cắt bỏ hết rồi mình mới rửa sạch sẽ. Rồi xong á, mình mới tiến hành mình rửa sạch, rồi mình mới cho vào nồi mình ninh. Thì gà này nó cũng không phải là gà già, nó gọi là thối chống tặc, ở bên đây là gà thường á, chứ không phải là gà công nghiệp nha. Mình mua là con gà đó 1,8 kg. Thì mình hầm với một bọc thuốc bắc với táo tàu. Muốn cho nó thơm ngon hơn á, thì mình hầm tỏi nguyên củ ngon lắm. Mọi người thử làm hầm tỏi đi. Dưới mình cho thêm hai lát gừng và một ít rượu trắng, mà khi lúc mình luộc á mình cho muối vô sẵn luôn để cho thấm vô cái thịt con gà, lúc mình ăn á nó vừa ăn mình khỏi chấm lại muối. Có thể mình ăn kèm với kim chi hoặc là kim chi hành rồi đó, mấy các loại kim chi á mình ăn chung kèm với các món đó cũng ngon lắm. Thì ăn với món gà này chủ yếu là cái vị thuốc của nó, cái nước thuốc á nó có tốt cho gan nè, cho đường tiêu hóa nè. Cái bột thuốc á là toàn là những cây thuốc núi không á. Bên đây người Hàn á, người thường á mùa hè người ta hay làm cái món gà mầm xăm để ăn, thằng đừng có bị nóng nóng, lúc mà trời nóng á mình sử dụng mình bị tốt nhiều mồ hôi á, mình sử dụng nhiều năng lượng quá á. Cái mình ăn gà luộc này cũng tốt mà. Người Hàn mùa hè là phải nói là xăm khe thăng, là cái gà hầm xăm. Nhưng mà do nhà con trai mình á, nó không có thích xăm, cơ thể nó nóng lắm. Nhưng mà nó mùa đông á hả, nó cũng mặc áo ngắn tay nữa, nhiệt độ á, ở ngoài âm mười mấy độ vậy ha, trong nhà cũng lạnh lẽo, mình mặc áo ấm á đồ, chứ mà nói là nó mặc áo ngắn tay không à, như mùa hè vậy đó. Cho nên mình không có cho con mình ăn xăm là vậy, chứ nó cũng không thích mùi xăm luôn á. Thì hầm với cái cách này á, thì cho em nó ăn với cơm. Thường thường nó không có thích ăn cháo kiểu theo Hàn Quốc. Hàn Quốc thì thường đó, người ta nấu người ta sẽ để nếp vô người ta nấu á, cái cháo lên lên nó cũng ngon lắm. Nhưng mà Kỳ Min nhà mình á thì nó lại không thích ăn cái cháo đó, nó chỉ thích cháo gà kiểu Việt Nam cơ. Cháo gà kiểu Việt Nam mình nấu nó cũng thích ăn lắm, mình rang gạo mình nấu cũng sơ chế gà y vậy nè, rồi mình không có để thuốc bắc thôi, mình cũng rang gạo rồi cái mình nấu mình nêm gia vị như ở Việt Nam vậy đó. Nó cũng thích cái món gà cháo gà đó lắm, sáng hay là nó ăn mấy cái món gì đó nên đi học. Thì quay lại với món gà này, mình hầm trong 45 phút à. Nếu như ai muốn ăn mềm hơn nữa thì mình có thể mình hầm 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà Kỳ Min thì nó ăn giống người Việt Nam mình mọi người ơi, nó là hầm dừa thôi chứ gục gã như bà nội đó ha là nó ăn không thích ăn. Bà nội hầm gà ăn nhiều lần rồi không ai chịu ăn hết á, là nguyên nhân sao bà hầm nó gục cái xương ở trong ra luôn, nói chung ăn là nhai cái xương được luôn á. Cho nên mình không có thích kiểu hầm đó, mình thích ăn cái kiểu gà chín dừa thôi, đặng còn cái độ dai dẻo ở trong cái thịt gà, cái mình ăn chung với cơm trắng cũng ngon nữa. Thường thường á ở nhà mình á, là ăn cơm gạo lứt với mà cơm gạo trộn không à. Thì mình hôm nay á, đặc biệt cho nên cho con ăn cơm gạo trắng. Gạo trắng sợ ăn cái tinh bột nó cao rồi nó sanh đường nhiều trong cơ thể không tốt cho nó. Nhưng mà lâu lâu á, nó thèm á, mình vẫn cho nó ăn. Ở trong trường đi học người ta cũng cho ăn cơm gạo trắng không à mọi người ơi. Có ở nhà mình á, thì mình hạn chế ăn gạo trắng lại để tránh tăng tiểu đường á, tăng đường cao trong máu á, thì không có tốt cho nó. Thì ngày chủ nhật ở nhà mẹ con chỉ là nấu ăn rồi xong, buổi chiều thì đi tập thể dục,
Giờ mùa xuân ở bên đây, dạo này qua anh đào kép á, nó nở đẹp lắm rồi. Thấy mấy bạn chụp hình đăng lên thấy phái đi lắm. Mà không có thời gian để đi, chứ mà thêm á hả, xe chồng đi làm mà đó, cái không có xe để đi nữa. Chứ theo cái đó mình đi không có bạn bè gì đi chung á, mình đi lên mình lên đó mình chụp hình rồi quay phim các kiểu á, đăng lên chắc đẹp lắm á. Ở nhà buồn làm gì, dở mấy cái clip mà tích cực á, những cái gì hay cái gì đẹp trong cuộc sống á mình coi á, mình cũng thấy á, cuộc sống này nó nhiều ý nghĩa nữa. Thì mọi người vào ngày nghỉ ngày rảnh á, mình làm mấy cái món này cho gia đình ăn, mọi người thấy hay á thì chia sẻ like giúp mình, đăng ký kênh cho mình nha, với mà nhấn like nữa, nó thơm bát ngát luôn mọi người ạ. À, con trai mình nó dứt hết một cái đùi, một chén cơm cho ăn kèm với kim chi hành, mà anh ta không thích kim chi hành hung cho nên anh ta chỉ ăn cơm với thịt thôi, còn hành thì để cho mẹ với bà ăn, ngon lắm. Bà lem giống mi sườn mát, nhìn thấy thèm ha. Vào mùa hè thì nhà mình chắc là ăn món này thường xuyên đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người về video tiếp theo.